Xin chào các anh em yêu thích bật lửa Zippo. Hôm nay Deva giới thiệu cho anh em mẫu bật lửa Zippo rất là độc đáo, mang đậm phong cách của Việt Nam luôn. Đây là cái Zippo có bản đồ Việt Nam, Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Đây, anh em đi đâu thì cũng thấy cái Zippo này rất tự hào mình là người Việt Nam luôn anh em nhé. Hàng sản xuất năm 2016, có đầy đủ tem đỏ, đây, tem đỏ dán đấy. Đấy, tem này là tem chống cháy nổ. Sản phẩm này được bán trên website deva.vn rất là rẻ thôi anh em nhé. Đấy. Bác nào thích em Zippo này thì comment số điện thoại đấy, hoặc là vào website deva.vn đấy, anh em sẽ xem thêm sản phẩm này. Gọi điện lên số trên màn hình 0466509888 anh em nhé. Đấy. Chiếc Zippo này là sản phẩm mới. Đấy, anh em nào thích thì sưu tập hoặc là mang về chơi rất là độc đáo. Đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy, đừng quên subscribe anh em nhé. Cảm ơn mọi người.